tại tỉnh Bắc Giang, một băng nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ mía vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ. Đó là Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, Trần Quốc Hương, 40 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Bắc Giang, Đào Văn Tùng, 32 tuổi, ngụ tại thị trấn Nham Biên, huyện Yên Dũng, Trịnh Quốc Trung, 23 tuổi, ngụ tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Nhận, 43 tuổi, ngụ tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Bước đầu, công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, chợ mía thuộc xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang là chợ đầu mối hoa quả lớn của tỉnh, đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2019, với 86 kiosk và sân chợ. Chợ được Ủy ban dân thành phố Bắc Giang giao thầu cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Hoàng Gia Phát tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý trong thời hạn 25 năm. Ngay sau đó, công ty này đã thành lập ban quản lý chợ và giao cho Nhận làm trưởng ban. Lợi dụng danh nghĩa này, Nhận đã trực tiếp tuyển chọn tay chân và điều hành băng nhóm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của tiểu thương và lấy xe hàng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Hữu Cường, 41 tuổi và Đào Tùng Long, 19 tuổi, cùng ngụ tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang về tội cưỡng đoạt tài sản, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ khởi tố lên 7 đối tượng. Tất cả anh em nhìn nhau và làm thôi. Còn lái xe mà không đóng tiền thì bọn em gây áp lực cho lái xe để lái xe đóng tiền hỗ trợ. Nếu mà lái xe mà không đóng tiền thì là bọn em có đe dọa. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là ép các chủ xe chở hàng ra vào chợ mía phải nộp tiền cao hơn quy định. Riêng các xe giao nhận hàng ở ngoài khu vực chợ vẫn phải nộp từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng. Nếu chủ xe không nộp tiền, các đối tượng sẵn sàng đe dọa không cho giao nhận hàng. Bên cạnh việc thu tiền trái quy định của các chủ xe hàng, nhóm này còn tổ chức đội bốc xếp hàng hóa và tự đề ra mức giá dịch vụ cao hơn quy định cho mỗi thùng hàng vận chuyển lên xuống xe. Với các thủ đoạn trên, băng nhóm này đã chiếm đoạt của tiểu thương, chủ xe hơn 200 triệu đồng. Chúng tôi ký là có sân chợ để khách vào trả hàng, đấy, trả hàng và mua hàng đấy, để cho tiểu thương chúng tôi hoạt động để cho sao cho nó lành mạnh. Đấy, nhưng mà đây hiện tại thực tế đây là mỗi một đêm bây giờ là thu coi là so với sai với cái quy định là một gấp 3 lần. Quy định có 50.000 thôi nhưng mà bây giờ là theo bây giờ thu mất trăm năm. Thường ở phía khu vực quanh chợ, rồi thì là lái xe mà xuống hàng ở đó mà không nộp tiền cho người của Nhận thì lập tức là sẽ bị đe dọa này, rồi thì là đánh đập này và cấm không cho xuống hàng, gây rất chỉ là bức xúc cho quần chúng nhân dân ở quanh đấy này, làm ảnh hưởng chung đến cái vấn đề về trật tự an toàn xã hội. Thực tế cho thấy nạn bảo kê có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, từ các khu chợ, lĩnh vực giao thông vận tải, cảng cá, khai thác cát. Theo đánh giá của các chuyên gia, hoạt động bảo kê, đe dọa, hành hung nhằm chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận, cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh để thiết lập lại trật tự an toàn xã hội. Mà bị uy hiếp thì tốt nhất nên có sự thông báo cho chính quyền địa phương, kết hợp cùng chính quyền địa phương như là cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp phục kích bắt quả tang những loại đối tượng này thì mới ngăn chặn được những tệ nạn coi là bảo kê. Theo các chuyên gia về luật, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc giải quyết triệt để các vụ việc tương tự thế này. Mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ pháp luật bằng việc phát hiện, tố giác, đồng thời tuân thủ, thực hiện đúng pháp luật. Khi người dân phát huy quyền làm chủ của mình, các cán bộ chính quyền, nhất là lực lượng công an thực sự vào cuộc, làm hết trách nhiệm, nạn bảo kê sẽ không còn đất sống.